Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đổi tên bài trên Facebook máy tính. Ví dụ như đây là Facebook của tôi. Bây giờ tôi muốn là đổi tên bài của một trang mà tôi vừa tạo. Thì cách đổi tên bài trên Facebook thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ chọn vào trang mà chúng ta muốn đổi tên. Thì để chọn vào trang á, các bạn chọn vào hình đại diện của bạn này. Sau đó ở đây, nó sẽ xuất hiện các trang mà bạn đã tạo trên Facebook. Đó, muốn xem tất cả các trang này, các bạn chọn vào dòng là xem tất cả các trang cá nhân này. Đó, nó sẽ xuất hiện danh sách các trang mà bạn đã tạo trên Facebook. Rồi, ví dụ như ở đây, tôi muốn là đổi tên trang có tên là công nghệ thành công nghệ thông tin. Thì tôi sẽ chọn vào trang mà tôi muốn đổi tên này. Rồi, sau khi chuyển vào trang mà tôi muốn đổi tên rồi. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào hình đại diện của trang. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào dòng là cài đặt và quyền riêng tư. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào dòng là cài đặt. Sau đó ở đây, tôi sẽ rê chuột vào bên trái này. Sau đó tôi sẽ kéo xuống và chọn vào dòng là thiết lập trang. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ thấy cái mục là tên này. Thì tên ban đầu trang của tôi á có tên là công nghệ. Bây giờ tôi muốn là đổi sang tên khác. Thì đây này, tôi sẽ chọn vào xem này. Chọn vào chỉnh sửa ở mục tên. Rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi tên công nghệ thành công nghệ thông tin. Đó, nhập tên mà các bạn chúng ta muốn thay đổi ở mục tên. Xong rồi, các bạn chúng ta sẽ bấm vào xem thay đổi. Đó, ban đầu là tên công nghệ, sau khi thay đổi tên mới nó thành công nghệ thông tin. Thì trước khi thay đổi tên á, các bạn chúng ta phải nhập mật khẩu để xác minh có đúng là bạn đang thay đổi tên trang trên Facebook hay không. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập mật khẩu vào. Nhập xong mật khẩu rồi, bây giờ tôi sẽ bấm vào yêu cầu thay đổi này. Rồi ở đây á, nó vẫn chưa thay đổi tên. Bây giờ tôi sẽ log lại tài khoản của tôi nha. Chọn vào hình đại diện của trang này, chọn vào công nghệ đây để nó log lại trang. Đó, thì các bạn thấy này, lúc này á, tên nó đã thay đổi từ công nghệ thay đổi thành công nghệ thông tin. Rồi, chọn vào một cài đặt này. Bấm vào thiết lập trang này ở một tên, nó đã thay đổi thành công. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đổi tên page trên Facebook máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.